Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Doctor Khỏe. Chào cháu Thanh Vân. Ôi trời ơi, mấy cái tên vi khuẩn này đi đâu đây? Đừng có tưởng vườn nhà của Doctor Khỏe, muốn vô là vô đâu nghe. He he, chị Ốc làm gì mà căng vậy? Tụi này chỉ ngang đây chơi thôi, có hại ai đâu mà lo. Đúng đó, đúng đó. Mà sao dạo này da chị Ốc không được đẹp lắm vậy ta? Dạo này da mình bị xấu hả ta? Thôi kệ tôi đi, từ da tôi xấu thì liên quan gì tới mấy người? Nghe nói á là tắm bùn da sẽ đẹp lắm luôn á. Mà đặc biệt nha, là chị phải tắm bùn ở chỗ nhà đốc tơ khỏe. Tại vì chỗ đó nó sạch với lại không chết độc hại nữa. Phải không? Tắm bùn ở vườn nhà đốc tơ khỏe là da đẹp thiệt hả? Tụi này biết là chị thích da mình đẹp hơn mà. Tụi tôi ở đây che chắn cho, bùn thì ở kia, chị Ốc cứ làm đi, bảo đảm đẹp da luôn. Chắc tình hình này phải tắm bùn cho da mình đẹp quá ha. Ê quên, không có được. Trời ơi, tự nhiên cái tấm bùn giữa thanh thiên bạch nhật rồi, người ta nhìn thấy rồi sao? Nếu chị Ốc sợ thì làm hai tay trước hay hai chân trước cũng được. Giờ sao ta? Có nên đi tắm bùn không ta? Hay chưa? Dạ, mấy tên vi khuẩn hại người kia, các ngươi lừa được chị Ốc chứ đừng hòng qua mặt ta nha. Bể bánh rồi đại ca, giọt hả? Ủa Nấm Linh Chi, lừa là lừa sao em? Là có chuyện gì vậy em? Hai tên vi khuẩn đó đang dụ dỗ chị tắm bùn, chủ yếu là để khi bị bẩn làm cho chị bị dị ứng da nè. Nếu mà hệ miễn dịch kém thì sẽ gây ra những bệnh khác nữa đó. Trời ơi, nghe thấy ghê quá hả? Nguy hiểm quá đi. Vậy mà chị Ốc đâu có biết gì đâu. May quá, cảm ơn em nhiều nha Nấm Linh Chi. Tại vì Ốc Thanh Vân muốn làm đẹp nên mới nghe theo vi khuẩn nên bị vi khuẩn lừa đó mà. Ờ thì làm đẹp mà Đốc Tơ Khỏe, ai mà không thích làm đẹp chứ. Muốn đẹp da thì Nấm Linh Chi đây cũng có thể giúp Ốc Thanh Vân được nè, cần gì phải tắm bụng. Nấm Linh Chi, em giúp chị Ốc đi. Em có thể loại bỏ những sắc tố lạ trên da, làm cho da chị Ốc đẹp, khỏe mạnh, hồng hào, ngăn ngừa mụn trứng cá nè. Ôi, may quá, thế là có Nấm Linh Chi sẽ cứu rỗi làn da của chị Ốc. Chứ nếu không, da chị Ốc sẽ bị xấu quắc, là buồn lắm luôn á. Nói về chống dưỡng thì Nấm Linh Chi đây có tác dụng như một chất oxy hóa, khử các gốc độc trong cơ thể và chống ảnh hưởng của các tia chiếu xạ nhờ có chứa các axit ganoderic. Ngoài ra, Nấm Linh Chi giúp tăng cường hệ miễn dịch, kháng lại các loại virus, vi khuẩn, làm sản sinh các loại khoáng chất, vitamin và chất đạm cần thiết cho cơ thể nữa. Hay quá, vậy là từ nay có Nấm Linh Chi bảo vệ làn da của Ốc rồi. Cứ cho như hồi nãy mà Ốc có dại dột Ốc nghe theo lời vi khuẩn đi thì cũng đâu có sao đâu, đã có Nấm Linh Chi bảo vệ làn da của Ốc rồi, có gì đâu mà lo. Cũng đúng, nhưng mà Ốc Thanh Vân vẫn tính làm thiệt hả? Nhưng mà dù cho là không bị dị ứng thì Ốc cũng sẽ uống nước Nấm Linh Chi mỗi ngày hà. Tại sao? Tại tốt cho sức khỏe nè, đẹp da nè, lại còn thơm ngon nữa. Tội gì mà không uống Nấm Linh Chi ha. Ốc Thanh Vân làm Đốc Tơ Khỏe hết hồn à. Dạ Ốc biết đều Đốc Tơ Khỏe quá ta. Bây giờ thời lượng cũng đã hết rồi, thôi bữa sau mình tám tiếp nha. Xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình Đốc Tơ Khỏe lần sau. Bye bye khán giả và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.